Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Ý xin lỗi mọi người vì hôm nay á, là giọng của Yến là bị tắt tiếng, do là đang bị ho đó mọi người. Nhưng mà hôm nay á, là Yến phải quay cái video này, tại vì video này rất là quan trọng. Yến muốn chia sẻ với mọi người một cái niềm vui là Yến đã nhận đủ cái số tiền hỗ trợ của các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con của chị Phượng để sửa nhà lại. Hôm nay á, là Yến đã kêu thợ chú thợ vô để coi mọi việc và chuẩn bị sắp tới là sẽ xây nhà. Thì bây giờ là Yến sẽ đọc cái danh sách những cô chú mà đã ủng hộ để giúp đỡ cho mẹ con của chị Phượng để sửa nhà lại. Thì hiện tại tổng số tiền Yến nhận được là 40.650.000 đồng. Yến cố gắng đọc, mong mọi người thông cảm cho Yến nha. Tổng số tiền là 40.650.000 đồng. Thì trong đó có chị Liên ủng hộ 200 đô Mỹ, tương đương với 4.600.000 đồng. Bác Thân ở Mỹ ủng hộ 1.500.000 đồng. Chú Huỳnh Văn Bi ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Julie ủng hộ 50 đô Úc, tương đương với 775.000 đồng. Chị Ngọc ủng hộ 50 đô Úc, tương đương với 775.000 đồng. Anh Minh ở Sài Gòn ủng hộ 2 triệu đồng. Anh Hoàng ở Sóc Trăng ủng hộ 200.000 đồng. Anh Hiền ủng hộ 500.000 đồng. Cô Nga Nguyễn ủng hộ 1 triệu đồng. Cô Cẩm ủng hộ 5 triệu đồng. Chị Lan Ly ở Úc ủng hộ 4 triệu đồng. Cô Điệp ủng hộ 1.500.000 đồng. Cô L ủng hộ 100 đô Mỹ, tương đương với 2.300.000 đồng. Anh H ủng hộ 100 đô Mỹ, tương đương với 2.300.000 đồng. Cái đó là có cô Mỹ và một số cô chú khác, bao gồm cô Liễu, cô Hương, chú Tấn, cô Lon, cô Tuyết, cô Ngân, cô Bích và cô Phương. Thì các cô chú này đã góp lại để ủng hộ tổng cộng 400 đô Mỹ, tương đương với 9.200.000 đồng. Cái đó là anh Phong và một số cô chú anh chị em. Thì các cô chú anh chị này không có nói tên, cho nên là Yến chỉ biết tên của anh Phong thôi. Thì ủng hộ 150 đô Mỹ, tương đương với 3.450.000 đồng. Thì chị Helen ủng hộ 550.000 đồng. Yến xin tổng kết lại, tổng số tiền là 40.650.000 đồng. Tổng cộng là có hơn 25 cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ. Thì hôm bữa là Yến có kêu chú thợ vô coi. Thì sau khi mà tính toán xong hết á, thì cái chú thợ xây nhà, chú có nói á, là tổng cái tiền xây nhà là khoảng 40 triệu, là dự tính là khoảng 40 triệu. Thì hiện tại số tiền Yến nhận được hồi nãy có nói là 40.650.000 đồng thì đã đủ rồi. Và trong đó thì lúc trước Yến cũng có nói á, là có một chú tên là chú Thi Lê, thì chú ủng hộ cho cái phần mái nhà của chị Phượng. Nhưng mà hiện tại phần mái nhà thì sẽ đổi qua, chuyển qua là chú sẽ ủng hộ cho cái phần mà bơm cây nước sạch cho gia đình của chị Phượng xài, để sau này gia đình của chị Phượng với bà sẽ không cần phải xài nước sông nữa, xài nước bơm, hơi nước máy. Rồi thì chú thợ là hôm nay là đi vô là xin câu điện, câu nước để xây nhà tạm thời. Rồi hôm nay Yến cũng sẽ đi vô trong chợ Mỹ Tú để kiếm cái chú nào đó chuyên về khoan cây nước để bắt đầu khoan cây nước luôn. Thì có phải hễ khoảng là trong khoảng 2 ngày nữa thì bắt đầu sẽ dỡ nhà của chị Phượng xuống. Tại vì nhà của chị Phượng á, là nhiều cái nó cồng kềnh lắm, không thể nào mà đập một cái cho nó gớt hết được, mà phải bắt dàn giáo lên để gỡ từ từ. Cho nên là bây giờ đang tính cái đường để vận chuyển dàn giáo và các dụng cụ vào trong đây. Tại vì cái đường đi vô trong đây á, là rất là khó đi, khó tìm. Tại vì quẹo nhiều, cái chỗ quẹo mà khó đi lắm, đường cũng nhỏ nữa. Thì Yến sẽ cố gắng hối thúc các cái chú thợ để xây dựng sớm nhất có thể cho gia đình của chị Phượng, để mùa mưa sắp tới mẹ con chị Phượng có cái chỗ để che nắng che mưa được lành mạnh hơn. Yến rất là xin lỗi các cô chú anh chị, vì hôm nay là cái giọng của Yến nói chuyện không có nghe. Nhưng mà tại vì hôm nay là đủ tiền rồi cho nên nó lại phải công bố cho mọi người nghe, để cho các cô chú anh chị biết. Tại vì có nhiều cô chú anh chị cũng lo cho Yến lắm, sợ không có đủ tiền, cho nên là đi vòng vòng kêu gọi giúp đỡ cho Yến. Yến cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Thật ra là ngày hôm trước, cái ngày mà Yến kêu cái chú thợ vô đây khảo sát để coi cái giá cả, thì lúc đó trong tay Yến chỉ giữ 8 triệu đồng thôi, với một lời hứa là một cái mái nhà của chú Thi Lê thôi. Thì Yến lúc đó là Yến rất là gầu, tại vì chỉ có 8 triệu trong tay mà không biết làm sao để xây cái nhà lại. Nhưng mà hôm nay thì đủ tiền rồi, cho nên là Yến mừng quá. Mặc dù là đang kháng tiếng, nhưng mà Yến cố gắng vô để công bố video này cho mọi người nghe. Thì nếu mà hôm nay mọi người nghe mà không có rõ, thì để vài bữa nữa tiến hành xây nhà. Lúc đó Yến hết kháng tiếng thì Yến sẽ đọc lại cho mọi người nghe một lần nữa cho rõ. Tạm thời là hôm nay Yến đọc như vậy, Yến mong mọi người thông cảm cho Yến nha. Yến xin lỗi các cô chú anh chị, và cũng một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ giúp đỡ cho Yến cũng như là cho gia đình của chị Phượng để sửa nhà lại. Dạ con chào cô. Dạ khỏe không cô? Con ngồi xuống, con bị khát. Hôm nay con vô con báo cho cô biết, con tin mừng là hôm nay là con mấy cái cô chú mà Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền để xây nhà đó, thì hôm nay là đã đủ tiền để cho cô sửa nhà rồi. Khoảng chừng bây giờ là bữa nay là chú thợ vô là chú thợ coi lại hết toàn bộ rồi bắt đầu là sẽ tiến hành xây lại. Nhưng mà chắc là cái nhà cô là phải dỡ ra hết. Cô dỡ hay người ta dỡ? Không, người ta thợ dỡ luôn. Dạ, con nói chuyện cô nghe được không? Được. Vậy là cô cũng mang ơn ba Mạnh Thường Quân với mấy đứa cháu em. Dạ. Trước hết là cũng như là mấy đứa cháu giới thiệu. Dạ. Rồi lên trên mấy cô mới có. Đó là cũng như cô ma ơn hết tất cả. Dạ. Vậy sao cô nghèo mà được cái nhà là cô quá mừng rồi. Con cũng cho cô đi ngang đó, cô đâu đi ở này. Đi ngang đó cái gió sợ nó rất thiết. Dạ. Đây. Dạ. Con nói cô nghe, thì cái nhà của cô con sửa lại như nè, cô coi được hay không nghe. Thì cũng giống như vậy đó, cũng có một cái cửa chính, với lại kế bên là một cái cửa sổ. Dạ. Rồi dài ra sao con xây một cái toilet ở trong nhà, xong rồi xây cái nhà vệ sinh ở trong nhà cho cô luôn. Rồi có một cái cửa bên hông cho cô đi. Dạ. Con làm sao miễn cô có nhà ở thôi. Dạ, cô thấy vậy được không? Không, bây giờ nó không được, cô cũng không biết nó. Bây giờ con làm sao ở vậy? Dạ. Vậy con thấy sao thì cô ở vậy. Rồi nếu cậu cô với chị Phượng mà vô mùng mũi im nghe được rồi. Dạ. Hồi hôm nó không nó rất là thạch. Trời ơi, Phượng nó đầu tới ướt mẹp chứ Phượng mà ai giờ mùa thương. Dạ. Giờ con nói cô nghe nè. Giờ là chuẩn bị người ta phải dỡ hết nguyên nhà ra rồi, cho nên nó là phải kiếm cái chỗ nào cho cô với chị Phượng ngủ đỡ một thời gian trong cái thời gian xây dựng á. Cô ngủ nhờ bên nhà bên đó, nhà cháu. Dạ được hả cô? Được. Dạ dạ rồi dọn đồ qua được phải không cô? Được. Mà chừng nào con mấy giờ cô dọn liền trước. Nhưng mà mấy giờ bác Hiên cái chồng ra ngày chỗ trụng gà nó bắt ngủ cũng được vậy. Thôi thôi vậy bác ngủ ở bên nhà cháu đỡ đi. Rồi dạ. Chừng 2-3 ngày chứ gì, bắt quát quát bà chè cổ xuồng bắt ngủ không được khỏi. Dạ, dạ. Rồi là xong thì bác vô ở lại được. Rồi bác nhắc cái khả cái gì bụi giặt bại cái này bắt chè nước xuồng thì mất ngủ lại, đâu có gì đâu. Dạ. Không, bây giờ con giờ bác xin qua nhà của cháu bác ở bệnh á rồi ngủ đỡ. Cháu được. Dạ, cỡ 10 bữa hoặc là nửa tháng là xong rồi. Là chắc cỡ trong nó chừng cho thằng đó à. Đó. Dạ, con nói bác nghe rõ không? Dạ, dạ. Bác hồi mới gặp như con mới hết. Dạ. Đó. Con nói con nghe là con khoan cho cô một cây nước sạch luôn. Khoan cho cô một cây nước sạch để cô xài trong nhà. Sau này không có xài nước sông nữa. Dạ, khỏi xuống sông tắm nữa. Xài cái nước sạch luôn. Dạ, cô ha. Chị Phượng ơi, chuẩn bị là nhà chị em xin tiền cô chú Mạnh Thường Quân á là sửa nhà cho chị đó, rồi chuẩn bị là sắp sửa được rồi. Rồi chị thấy có vui không? Vui. Rồi có mừng không? Mừng. Rồi chị mấy ngày tới là chị ở đỡ bên nhà của cái cô kế bên nhà nghe. Rồi trong lúc xây nhà thì không ở đây được. Chị ruột. Dạ. Chị của bà này nè. Dạ. Đó. Đã mới ở bên nhà nhỏ cháu này cũng được vậy đó nè. Ừ. Coi như có chỗ ở ha. Ở đỡ vài bữa có 10 bữa gì nửa tháng vậy à. Rồi em gán em kêu mấy chú thợ xây sớm sớm để cho mẹ con chị có nhà dọn vô ngủ cho nó ngon, để không thôi tối rồi ngủ ngon không mấy ngày nay. Ông bả bị dột mưa đầu bả nhiễu và hôm bả nói ôi Phượng ơi mẹ dột lửa lột cho mùi hương vô đầu kìa, với bà đắp mền bít đầu đi bà nó lạnh rồi hoặc hai cáo luôn, sợ gớt vô đầu à. Ừ. Rồi vậy mai mốt sửa nhà xong là lúc đó là ngủ là hết sợ cái gì gớt xuống đầu rồi ha. Dạ rồi bữa nay em nói chuyện chị nghe được không? Được. Rồi bữa sau em gán nói chuyện cho rõ hơn cho chị nghe ha. Đó rồi bữa nay có đi làm gì không? Đi đào đất cái chỗ đó đó. Đào đất hả? Rồi mai mốt á, em nói nghe nè, để em làm cây nước cho chị luôn, làm cây nước sạch cho vô nhà luôn, rồi đi vệ sinh ở trong nhà luôn, khỏi có ra ngoài sông, khỏi có ra cái bụi đó luôn, vậy được không? Đó, là xài nước sạch đó trong nhà, không có xài nước sông nữa nha, nha. Được. Dạ. Rồi, chị vui không? Vui. Vui hả? Dạ. Đó. Rồi mấy mốt ngủ là ngủ yên tâm rồi đó. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm á, cô biết ở trong đây á là có chú nào mà biết khoan cây nước không chưa cô? Biết. Ông thầy nữa. Thầy nữa. Dạ. Thầy nữa ở đâu cô? Ở Minh Khai nè, mà được kêu ổng cả ông qua đây là bị ông dạy thầy giáo, ông dạy học trò đó. Dạ. Dạ không biết bữa nay chú có nhà không trời? Dạ. Không biết bữa nay chắc chưa dạy, chắc chưa có. Qua nói với thầy Sơn điện, bởi vì thầy Sơn bằng ở bển, bằng chung bển luôn. Dạ. Mà không biết bữa thầy Sơn chắc đi chợ rồi quá. Dạ. Có nhà. Vậy để ở đây xây cây nước thì dễ lắm, điện ổng không qua liền nè. Dạ cây nước dạ dễ. Dạ con tính khoan em cây nước cho mẹ con. Bên đó cũng xây cây nước, là bên đó cũng ông thầy đã xây rồi, của con trai tôi cũng ổng cũng xây nữa. Cái xây cây nước là mau cấp kỳ à. Dạ mau. Dạ. Dạ tốt rồi. Điện ổng qua liền. Thì con làm sớm sớm. Tôi cũng giấy ra làm sớm sớm, tôi nghiệp bả mưa gió, tôi nghiệp bả. Cô hỏi sớm hả? Cái bả là chị dâu tôi, chị chồng. Dạ. Cô Út ơi, nói cô thấy vô đủ tiền xây nhà rồi, giờ là chuẩn bị xây nhà cho cô mừng không? Mừng. Cô mừng ha. Tôi còn mừng cho bả nè. Dạ. Trời ơi, con với cô ngồi lùi lại đi cô ơi. Ngồi đây chắc hồi. Trời ơi, ngồi ở đây một hồi là nó gớt xuống cái là chết luôn. Dạ. Tại mừng không lẽ nó mừng mà nó tôi nghiệp bả quá trời, tôi thấy bả có cô cho nhà bả tôi mừng dữ lắm thiệt. Dạ. Đêm tôi cái trời đừng có mưa. Con đủ số tiền là bữa nay con vô con báo cho cô biết liền. Con cũng mừng quá trời. Hôm bữa con vô á là lúc đó con mới có 8 triệu à. Tôi nghe con tôi nói để nó lên mạng nó. Dạ. Mà bữa nay á là đủ rồi. Đủ tiền để xây rồi. Cho nên nó là con kêu thợ vô là bữa nay là sắp xếp là đó. Rồi bây giờ á là cô có chỗ ở rồi tạm thời rồi phải không? Dạ. Ở đậu nha em vô. Nhà tôi cũng có, con tôi cũng À, vậy là ở bên chị mà, bả chị chồng mà. Ở nhà của cô này. Dạ. Rồi với khoảng 1-2 ngày nữa bắt đầu là cô dọn đồ ra từ từ. Dạ, con, dạ cái nào mà cô dọn không nổi á, cô để nó đi, để con nói mấy chú thợ dọn tiếp cô. Vậy nghe. Dọn. Dạ. Cho bả rồi đó, tôi nghe thấy cô chạy vô là tôi ở đằng kia đó mà tôi chạy giết gì rồi đó. Dạ. Trời ơi, về coi nhà cho bả tôi nghiệp bả. Dạ. Thấy trời chuyển mưa cái gầu rồi. Nãy dồn không rõ, nó dồn nước hoài chứ dồn đậu đây.